Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 219 và 220, lừa đảo thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Âm thanh sắc bén trói tai vang trong không trung, một cái lỗ đen xuất hiện mở rộng ra hút tất cả vào. Âm, khí lãng dung trời phát tán cuốn lấy cả hai phía. Quý tuyệt trần trượt dài về sau, hai chân cắm thẳng trên đất tạo thành hai đường sâu hoái. Bên kia, hoắc vũ hạo cũng không khác mấy, thân hình bắn tung bay trên không, nhưng có vẻ giống như bông tuyết bập bồng phiêu động trong không trung bước quỳ ảnh mê tung hóa giải phần lớn lực xung kích của khí lãng vững vàng hạ xuống mặt đất hai chân đứng vững trên đất ánh mắt hắn nghiêm trọng nhìn thẳng quý tuyệt trần người đã lĩnh ngộ được bí ẩn xung hợp tinh thần lực và hồn lực không hồ là kiếm sia nếu ta không lầm vừa rồi hẳn là lĩnh vực của ngươi ư gọi là gì quý tuyệt trần thản nhiên nói gọi là tịch tịch trong tịch mịch vẫn chưa hoàn thiện nếu không sao còn cần tử yên bám lấy ngươi hoắc vũ hạo mỉm cười nói thì thực tế nãy giờ cũng như xưa ân này chỉ có hai chúng ta so đấu mà thôi phương thức chiến đấu của người rất đặc biệt căn bản không có biện pháp phối hợp của người khác kỳ thật hoàn toàn không cần như thế cho dù từ yên không bám trụ ta ta cũng sẽ thử xem uy lực lĩnh vực của người quý tuyệt trần ánh mắt lóe sáng một kiếm vừa rồi gọi là gì ta nhận thấy rõ sự cao ngạo trong cái lạnh cực hạn còn một trường kia nữa hóc vũ hạo nói kiếm danh băng cực vô song trường là đại hàn vô tuyết đều là hồn kỹ ta mới học quý tuyệt trần thản nhiên nói ta thua hoắc vũ hạo lắc đầu nói không người không bại trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc kiếm ý thực thể hóa kết hợp tinh thần lực và hồn lực một cách đầy đủ dù vậy vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra hết băng cực vô song của ta cũng không thể liên tục thi triển hồn lực tiêu hao rất lớn cho nên thắng bại bất phân quý tuyệt trần lắc đầu ta rất rõ ràng mình thắng hay thua người chưa dùng quân lâm thiên hạ hơn nữa ngươi cũng nương tay với tử yên lĩnh vực của ngươi đã thay đổi Hóc vũ hạo cười lớn nói ánh mắt thật sắc sảo nếu đối thủ tương lai của ta đều như ngươi thật ta chẳng dám chút nào sơ ý quý tuyệt trần nói ngươi sẽ trở về học viện sử lai khác sao hoác vũ hạo nói tạm thời là vậy đấu hồn đại tái ta sẽ quay lại ừ thượng lộ được kinh tử yên đi đến bên cạnh quý tuyệt trần nhìn hắn thật lâu. Đừng tưởng rằng ngươi chạy về học viện sử lai khác chúng ta sẽ buông thang ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười sảng khoái. Có bản lĩnh cứ tới, chỗ đó là địa bàn của ta, hồn sư học viện sử lai khác mạnh hơn ta không ít đâu. Đến lúc đó chỉ không biết các ngươi muốn khiêu chiến với ai thôi. Quý tuyệt trần trong mắt chợt lóe sáng. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói. Các ngươi muốn đi thật á? Kinh tử yên cười hí hí, nói. Ai mà biết được, hí hí nói xong nàng kéo tay quý tuyệt trần lôi đi mất nhìn bọn họ rời đi hoắc vũ hạo cũng cười lầm bầm ta ước gì các ngươi sẽ đi nếu vậy ta sẽ có biện pháp khiến các ngươi không muốn về nhìn quanh hồn đạo thí luyện trường hoắc vũ hạo thở ra một hơi mạnh mẽ giơ tay phải lên lòng bàn tay để lại một làn máu kiếm ý vô song tuyệt trần a à, ngươi thật sự không có bại ngươi cũng biết trước mặt ngươi suy nhược hỗn loạn đều không dùng được kiếm ý của ngươi hoàn toàn ngưng thật với hồn sư hệ khống chế quả là khắc tinh ta cũng chưa có thể hoàn toàn dung hợp quân lâm thiên hạ và tuyết đế tam tuyệt à ở nơi đây hoắc vũ hạo quả thật không có nhiều bằng hữu nhưng hắn vẫn là quyết định muốn đi gặp một người hơn nữa lúc này đây hắn hoàn toàn có thể thoải mái mà đi cái gì người muốn gặp đường chủ lâm giai nghị nhìn thanh niên đứng trước mặt mình ánh mắt kinh ngạc hơn hai năm qua đệ tử trao đổi sinh học viện sử lai khác biểu hiện ngoan ngoãn cũng tỏ ra không ít tài năng, bất quá tên đệ tử trước mắt này là đáng nhớ nhất, cũng vì giải đấu luận bàn khi xưa, sau đó ngồi như xác khô nửa năm mà tu vi lại không tiến thêm chút nào. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói: "Được không, chúng ta sắp đi rồi, trước khi đi, ta muốn cảm tạ Đường chủ một chút, hơn nữa cũng có việc. Nếu là đệ tử bình thường khác, nào dễ có cơ hội gặp mặt Đường chủ Minh Đức Đường như thế, phải nói là không có khả năng. Kính Hồng Trần là ai?" Ở đế quốc nhật nguyệt chính cường giả dưới một người trên vạn người a à. nhưng kẻ trước mặt lại khác địa vị của hắn cũng rất đặc biệt thế cho nên lâm giai nghị cũng không dám dễ dàng từ chối hắn được rồi người chờ một chút ta đi xin chỉ thị của đường chủ được hoắc vũ hạo ngồi xuống ghế mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tim bộ dáng ngồi nghiêm lâm giai nghị cầm hồn đạo khí y phồn rót và ít hồn lực rồi bấm số một lát sau giọng nói của minh đức đường chủ kính hồng trần vang lên ầm ầm do lão lâm giai nghị lãng tai bật loa what the hell hoắc vũ hạo muốn gặp ta hở ok con dê ngươi bê hắn vào đây kính hồng trần nhanh nhanh chóng chóng chấp thuận yêu cầu của hoắc vũ hạo trên thực tế lão cũng đang tò mò không biết đại thiên tài thiếu niên của học viện sử lai khác có chuyện gì mà đến tận đây bảo cần gặp không lẽ hắn đổi ý muốn ở lại minh đức đường à thế là DZ ô máy nghe em hé 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 tưởng tượng đến đó kính hồng trần không khỏi vui vẻ hứng khởi hoác vũ hạo được lâm giai nghị dẫn xuống dưới tới văn phòng của minh đức đường chủ kính hồng trần đường chủ mập vẫn khỏe chứ hả hoác vũ hạo rất có lễ phép tiến lên chào hỏi kính hồng trần mỉm cười nói mời ngồi hoác vũ hạo lại không thèm ngồi xuống vẫn đứng như chào cờ miệng lải nhải tình hình là ta có vài việc muốn mần ăn riêng với đường chủ á không biết có tiện không à? kính hồng trần hơi sửng sốt nhìn lâm giai nghị ra dấu phán Lâm Gia Nghị khóe miệng giật giật, trong lòng thầm nghĩ, đường chủ đối với tiểu tử này thật đúng là dung túng quá mức, nhưng hắn cũng không chậm chạp, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, hơn nữa còn đóng kỹ cửa phòng, khóa chốt, nuốt chìa khóa vào bụng. Muốn tỏ tình thì nói liền đi á. Kính Hồng Trần quét mắt đánh giá thanh niên trước mặt, hơn hai năm qua, Hoắc Vũ Hạo đã cao lớn hơn nhiều, hiện tại chẳng cũng thuộc top ten của hội, những cây xà học viện Nhật Nguyệt, cơ thể tráng kiện, lưng dài vai rộng, tay vượn lưng thẳng, lão còn kinh ngạc phát hiện khí chất của hóc vũ hạo đột ngột kỳ lạ vốn gương mặt khá bình thường như con đường thì nay lại có thêm vẻ trầm ổn cương nghị có vài nét hấp dẫn của nam nhân trưởng thành a đặc biệt là cặp mắt sáng ngời khiến kẻ khác nhìn vào mê ngay tương tư mãi không thôi hóc vũ hạo nói đến học viện nhật nguyệt cũng đã hơn hai năm được đường chủ quan tâm cất nhắc khiến cho phương diện trông chìa à không học hỏi nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí thật sự tiến bộ thần tốc chương trình trao đổi học tập sắp chấm dứt để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ta muốn dành riêng cho ngài một lễ vật xứng đáng, vô cùng thành kính phân yêu. Tặng lễ vật cho ta. Kính Hồng Trần nhất thời cảm thấy hứng thú, từ xưa tới nay chưa bao giờ có đệ tử nào làm như vậy, mà thực ra, không ai dám làm như vậy. Hắn vạn vạn lần không thể tưởng tượng được cái tên Hoắc Vũ Hạo mắc dịch đến gặp mình lại là tiến cống lễ vật. Bà mấy cái thứ đồ lễ vật này của Mie rằng ta cũng không dễ cầm đâu nhỉ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lắc đầu, nói. Đương nhiên là thế, à không, Ý ta là đương nhiên sẽ không có cái chuyện khó cầm đâu, bởi vì nói nôm na cũng chỉ là ta bày tỏ lòng chiên sâu sắc của cá nhân ta với ngài mà thôi, nó chỉ là một món hồn đạo khí do chính tay ta làm, hy vọng ngài không chê mà vứt vào sò xác là được. Vừa nói, hắn ở giờ sờ mó mó vào 24 cây cầu đen thui, trong đêm trăng sáng, lôi ra một cục trì đen thui, nhìn kỹ thì ra là một cái hộp kim loại màu đen đặt lên bàn cái rầm rằn mặt kính hồng trần. Đường chủ, cái này chính là một cái hồn đạo khí mô hình cho ngài giữ lại làm kỷ niệm cơ quan được ta thiết kế xịn lắm hàng ngon có một không hai đó nếu mà muốn xài thì thì làm dày 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 vừa nói hắn vừa hoa tay múa chân móc máy và động tác làm thử cho kính hồng trần xem nếu hiên tử văn có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra cái hộp kim loại đen thui thùi lùi mà hoắc vũ hạo vừa đưa cho kính hồng trần giống y chang không khác tí nào cái thứ mà hồi xưa hồi xưa mới bước chân vô phòng thí nghiệm bị nhóc hạo lôi ra hù cho võ mật ra các thần nỏ Kính hồng trần cầm lấy chiếc hộp thiếp bí mật, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn từ trên xuống dưới, nói chung là nhìn lung tung. Cái món hồ đạo khí này sần sùi thô giáp, không có cảm giác gì đặc biệt. Lão hơi thúc giục hồn lực cảm nhận bên trong, thì thấy trong đó chẳng qua chỉ có một cái tụ năng pháp trận đơn giản mà thôi. Y, nhỏ tới giờ mới có quà, cảm ơn mi hé. Trong lòng mặc dù coi, khinh cái thứ linh tinh, nhưng mặt ngoài thì lão hồ ly rất để ý, không có thể hiện như vậy. Hoắc Vũ Hạo cung kính cúi đầu chào. Vậy ta đây xin cáo biệt, đường chủ, si rùa ghen. Nói xong, hắn xoay mông bỏ đi thẳng, không hề trần trừ ở lại chi cho lâu. Hoắc Vũ Hạo đi rồi, kính hồng trần lại cười toe toét suýt nữa loét mỏ, nghiền ngẫm. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn nói cho ta biết hắn căn bản không học được cái gì. Tặng cái đồ chơi con nít ba tuổi cũng không thèm để gạo ta sao, thật là nhỏ nhen mà. Mà cũng thật là to gan á, còn bày đặt chỉ ta phải xài cái đồ bỏ sọt rác cũng phí chỗ này ra sao à nhìn vào là biết ngay chỉ bảo làm cái gì vừa lầm bầm ngón tay lão tái máy mò mò theo những thao tác đơn giản lúc nãy hoắc vũ hạo biểu diễn nhấn một cái nút một bên vách hộp kính hồng trần đánh giá bất quá cái cục sắt này là một kiện hồn đạo xạ tuyến uy lực có lẽ để đuổi mũi thì vừa hay có chỗ dùng lúc nãy dùng hồn lực dò xét lão cũng phát hiện tụ năng pháp trận cũng có một tí hồn lực có lẽ là do hoắc vũ hạo mới vừa bơm vào còn chưa kịp sử dụng chiếu 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 liên tiếp những tiếng động xé gió vang lên dọa kính hồng trần giật bắn người bọc 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 bóc 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 bụp 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 bằng 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 ngay sau đó trên vách tường đối diện vang lên những âm thanh kỳ lạ kính hồng trần bất giác nhìn vào cái cục sắt đen thui trong tay rồi nhanh chóng bước tới bức tường bất ngờ tiếng đập cửa vang lên dzodm kính hồng trần giựt mình khựng lại lâm giai nghị từ bên ngoài tông cửa xông vào đường chủ ngài có gì dặn dò nghị ta dẫu có phải tiến vào vạc dầu vượt qua biển lửa cũng quyết tâm đi làm. Kính Hồng Trần vừa thấy là hắn vẫn tiếp tục đi tới vách tường hướng đối diện, nhanh chóng tìm ra một mớ tiện thép cắm lút cán vào tường. Tung người lộn vòng lan lông lốc tới chụp lấy cái hộp đen. Lão chĩa nó vào bức tường kia, lại bấm nút, lại thêm những tiếng xé gió cắt qua không khí, một đống những cái bóng bắn ra, cách tường đối diện lại vang lên một Mới những tiếng động không khác khi trước. Cái chi dứa bay. Kính Hồng Trần mắt tròn mắt dẹt kinh nghi bất định, lão đột nhiên nghĩ tới cái gì đó quay đầu nói như phun mưa vào mặt lâm giai nghị đi túm đầu thằng hạo đem về đây cho ta Giết sờ lâm giai nghị không dám hỏi nhiều lật đật ba chân bốn cẳng phóng ra đuổi theo quyết giữ hoác vũ hạo lại cho bằng được hạch tâm pháp trận của cái cục sắt này sao mà xịn thế ta được à bấm cái nút là bắn tên vù vù rui không phải hồn đạo xạ tuyến mà giống một mô hình định trang hồn đạo khí hơn mà công nghệ kinh khủng quá chả cần bơm hồn lực bấm nút là bắn hiện đại thế à rằng mà hắn làm được hè bộp chộp gấp gáp lão kính hồng trần nhanh tay muốn tháo vỏ hộp ra nhưng vừa nại ra được tí chút trong hộp vang lên mấy tiếng lóc cóc lọc cọc rè 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 xong rồi bạc công nghệ chống sao chép của cia thẳng nhãi chơi hàng xịn quá kính hồng trần không cần ngó cũng biết bên trong nó đã xong đời đồ chơi vỡ nát không còn quậy được nữa hoác vũ hạo vừa mới đi kêu trở về tự nhiên không khó nhất là tự nãy tới giờ hắn đang than thầm sao mà lâu thế cối lê thê lết thết vừa đi vừa vừa đến bước mà mãi chẳng thấy kêu lại đùng đỉnh cả buổi ông nghị mập mới chạy ra một lát sau hắn lại lần nữa đối diện minh đức đường chủ kính hồng trần ngay mặt nói mục đích của người là cái gì kính hồng trần trầm giọng hỏi lúc này hoác vũ hạo cũng kệ cha lão lâm sai nghị có ra ngoài hay là đứng đây hay không đưa cái bản mặt giả nai mờ mịt nói đít ta không có một kính hồng trần giận run bậm môi trợn má, thẳng nhãi, còn diễn trò với tao a à. Cục này nè, hắn cua cua hộp đen bí mật trong tay. hoắc vũ hạo mắt a mồm o, tuôn ra một chàng ba xạo. Cái ni mà một đít chi hè, chỉ là quà lưu niệm để dành về cho cháu ngài chơi ở nhà thôi. Mà sao chưa gì mới chơi đây đã hư rồi, ngài phá quá à nha, đánh đòn bây giờ. Lúc kính hồng trần dơ cái hộp lên, tiếng lạch cạch trong hộp vang lên, như thể mọi thứ trong đó đều bị tháo rời ra từng khúc trở thành một mớ sắt bỏ trong cái hộp đồ chơi. Hoắc Vũ Hạo giả vờ bày ra cái mặt khó hiểu khóc lóc thương tâm. Đường chủ, dù rằng cục sắt này không là cái gì, nhưng dù sao cũng là quà lưu niệm của ta, không xài thì để trưng cho đẹp, cớ chi mà quậy cho nó banh ta lông rồi. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Truy cập kênh YouTube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không dấu nhé kính hồng trần thiếu chút nữa tin hoắc vũ hạo thành tâm thành ý yêu thương lão hắn giả nai so với nai còn nai hơn rồi 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 đừng có mà giả đò ta phải có kết cấu trang bị này nói thẳng đi nhiêu với nhãn lực của lão dĩ nhiên thấy rõ đồ chơi này đáng giá mức nào hoắc vũ hạo lại vẻ mặt mờ mịt cái gì mà trang bị chỉ là đồ chơi con nít ba tuổi chơi thôi à và lại đưa ngài xài rồi mà muốn biết kết cấu thì tháo ra coi còn giả ngu ôm lu đợi thỏ kính hồng trần cảm thấy sự kiên nhẫn ít ỏi trong cái bụng bự đã bị vắt kiệt xa cám ta nói lại cấu trúc hộp thiết ngươi vẽ ra đi giá cả hợp lý tiền trao là cháo múc ồ hố ra là thế hỉ khoác vũ hạo như bừng tỉnh giữa giấc mộng ngàn thu ấy cái thế nhưng mà đường chủ nè cái thứ đồ chơi này ta nghiên cứu cũng hơi bị lao lực tí thành ra nếu mà bán giá không có rẻ đâu nha kính hồng trần nổi khùng dễ điên à báo giá đại gia ta bao hết hoác vũ hạo vươn một bàn tay năm ngón tay dựng thẳng múa tới múa lui lúc lên lúc xuống cuối cùng có cái ngón mập nhất và cái ngón nhỏ nhất để lại ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út ba ba món hồn đạo khí cấp 9, thích thì nhích lời nói tự nhiên tùy ý thoải mái như đổi ba túi gạch lâm dài nghị suýt nữa ói máu gì thế cu ba món hồn đạo khí cấp 9, hồn đạo khí là cái gì rau muốn ngoài ruộng hả Hồn đạo sư cấp 9 muốn làm ra một cục phải tốn bao nhiêu thời gian tâm huyết nguyên liệu có biết không hả? Một cái cục sắt nát mà đòi bán ba món hồn đạo khí cấp 9, cầm dao cứ cổ ta luôn đi. Kính hồng trần cơ mờ tê giật giật, đã nhăn nay càng thêm nhăn. Tiểu tử, ngươi dám lừa đảo. hoặc vũ hạo lắc đầu, nói. Không có à, ta chỉ là cảm thấy được cục sắt của ta rất chân quý, giá trị xứng đáng, và lại chỉ hết giá chơi vậy thôi, có gì từ từ nói, còn được phép trả giá mà lập tức đưa vẻ mặt khẩn thiết nhìn bàn tay với ba ngón, có cái ngón áp út lại, nói. Hai kiện, được chưa? Kính hồng trần trợn mắt. Được cục hít, cái đồ này dù xịn cũng đừng có hỏng ta đổi. Hóc Vũ Hạo nói. Vậy thôi một viên định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 cũng được, ta không phải người hay đòi hỏi. Từ cút theo phản xạ từ trong lòng chui lên cổ, bắn ra tới đầu lưỡi chưa kịp bay ra ngoài, thì bị kính hồng trần cắn răng đóng cổng và cái rầm vào hàm răng trắng bóc rội ngược trở lại lan xuống bụng. Vì lão bất giác nhớ lại cái thời điểm bị tên lừa đảo này chơi một vố tổ chức giải đấu cho hắn kiếm cơm. Hẳn nhiên, nãy hắn tặng lễ vật thực ra là chào hàng rồi bắt giá. Bất quá, kính hồng trần cũng không thể khùng thêm được nữa, thậm chí còn thấy may vì hoác vũ hạo sâu hàng trước khi trở về học viện sử lai khác. Nếu mà thứ này gắn lên định trang hồn đạo khí, hiệu quả cũng không tồi, rồi áp dụng nguyên lý lên thứ khác, tác dụng cũng chưa biết được. Cái thứ này nghĩa là người thường cũng xài được hồn đạo khí à. Huống gì gần đây lão hiên cũng nói cái gì đó về bình sữa kín à. Nếu như cái thứ này cộng với bình sữa kín mà trang bị cho mấy thứ khủng bố thì... Nếu ứng dụng cho hồn đạo khí cao cấp cộng thêm bình sữa kín, như vậy một sư đoàn quân chính quy không hồn đạo sư trang bị có thể sử dụng hồn đạo khí không còn là mơ tưởng nữa à. Dù cho chi phí có cao mấy cũng đáng giá, nếu thái tử có một sư đoàn tinh nhuệ như thế, phương vị còn ai dám tranh. Quả thật vật trong này chính là thứ sẽ mang đến cho ta địa vị tối cao ở đế quốc, đồng thời lưu danh sử sách nghĩ thế kính hồng trần bất giác phấn khích mạnh mẽ đè cơn giận xuống nhíu mày nói hoắc tiểu tử phát minh của người quả thật không tồi đối với sự phát triển định trang hồn đạo khí nhất định hữu ích nhưng ngươi nên hiểu hiện tại nó chỉ là một kết cấu sơ sài mà thôi còn phải cần hoàn thiện nhiều mà công tác hoàn thiện đó đều cần bọn ta tự mình thực hiện do vậy dù ta sẵn lòng trả giá tốt nhưng không thể nào quá cao như thế ngươi đưa ra điều kiện mà đôi bên cùng có lợi đi nếu không thì không cần bàn nữa Hoắc Vũ Hạo suy tư, ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn mới nói. Thôi được, nếu đường chủ có thành ý như vậy, ta cũng nên cho ngài một đáp án trực tiếp nhỉ. Vừa nói, hắn lại giơ tay trái lên nữa, sơ vào hai ngón còn dựng đứng trên bàn tay phải, đè ngón trỏ xuống, chỉ để lại một ngón tay thon dài, thẳng tắp, ngón giữa. Kính Hồng Trần nhìn cái ngón tay ngớ mắt kia, im lặng hồi lâu mới phản ứng lại, gương mặt cáo tiết phun ra. Cút! Lâm Giai Nghị cũng cực kỳ khó chịu, nếu không phải có kính hồng trần chủ trì ở trong này e là hắn nổi sung lên ra tay với tên nhóc hỗn xược hoắc vũ hạo lại như không nghe không biết nộ hỏa đùng đùng của hai vị kia chỉ cười nói mua bán có thể nào nói nhân nghĩa được đây đừng có nóng thứ này vẫn là cho ngài giữ làm kỷ niệm ngài xem ta vẫn còn nhỏ tuổi vậy hẹn gặp lại đi vừa rồi ngài hủy đi món quà tâm ý của ta lại nhục mạ ta ta quyết định chắc giá ba kiện hồn đạo khí cấp 9, không mặc cả ngài cứ cẩn thận mà suy nghĩ nói xong hắn xoay người bộ dáng đùng đỉnh bước ra ngoài kính hồng trần muốn gọi hắn lại nhưng trung quy sợ mặt mũi mất hết nên không mở miệng đưa mắt nhìn cái hộp đen trong tay ý tưởng trước kia lại xuất hiện trong đầu bình sữa tiếp nối tụ năng hồn đạo khí thông qua kết cấu đặc biệt này dẫn động một bình sữa cấp 4 hồn lực trong đó ít nhất có thể bắn vài chục tia hồn đạo xạ dạ tuyến là ít ở trên chiến trường gọi hắn trở về kính hồng trần rốt cục vẫn gian nan nói với lâm giai nghị lâm giai nghị đến bây giờ vẫn chưa rõ cái chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy kính hồng trần đeo cái gương mặt bi phẫn hắn nhịn không được nói đường chủ ngài không thể dung túng tiểu tử, tử này quá nếu không ta đi chỉnh đốn hắn một chút ta nói gọi hắn trở về người nghe không hiểu tiếng khựa à kính hồng trần hét lớn một tiếng lâm giai nghị sợ tới mức xoay người bỏ chạy ra ngoài một phút đồng hồ sau Hoắc vũ hạo lại lần thứ ba đứng trước mặt kính hồng trần ngồi đi kính hồng trần chỉ vào cái ghế dựa trước bàn sau đó quay đầu nhìn Lâm Gia Nghị nói. Rót nước cho hắn, rồi đi ra ngoài đi. Vâng, Lâm Gia Nghị cũng không dám cả kê dê ngỗng hỏi thêm cái gì, đặt ly nước trước mặt Hoác Vũ Hạo. Lúc này đây, Hoác Vũ Hạo không chối từ nữa, trực tiếp ngồi xuống trước mặt kính hồng trần, cầm lấy ly nước, nhìn thoáng qua Lâm Gia Nghị vừa mới đi ra ngoài, hướng kính hồng trần hỏi. Đường chủ, trong nước này không có độc chứ? Kính hồng trần thật vất vả mới áp chế lửa giận xuống bụng nháy mắt lại bùng nổ. Ngươi! Lão suýt nữa giơ tay tát đầu hắn, thật là muốn bóp chết tên tiểu tử này a. À. Không có! Nhớ đến tầm quan trọng của linh kiện nọ, kính hồng trần vẫn cố nhịn, vẻ mặt bình tĩnh đáp lời. Vậy là tốt rồi! Hoác Vũ Hạo nói, nhưng không uống nước, đặt ly nước lại trên bàn, ra vẻ như vẫn không tin tưởng, sắc mặt kính hồng trần đã bắt đầu đỏ lên. Cái giá trên trời đó thì ta không có đủ cho cái giá mà ta có thể chấp nhận ấy. Kính Hồng Trần nói thẳng, lão thật sự không muốn phải dây dưa thêm với tên tiểu tử này. Già, dạ, ba kiện hồn đạo khí cấp 9, không thêm không bớt. Hoắc Vũ Hạo lại giơ ra ba ngón tay, nhưng không hiểu vì sao Kính Hồng Trần lại cảm thấy ngón giữa của hắn đặc biệt ngứa mắt. Người biết rõ điều kiện này không có khả năng thực hiện được. Kính Hồng Trần lạnh lùng nói. Nếu vậy, ngươi đi đi. Hà, vậy ngài còn gọi ta lại làm gì? Đi tới đi lui cũng mỏi chân lắm à. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đứng lên liền đi ra ngoài hoàn toàn mang cái bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi! Kính Hồng Trần thật sự cảm thấy cơn giận điên cuồng xé tim gan. Quay lại! Nổi giận gầm lên một tiếng, gọi Hoắc Vũ Hạo lại. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không giống biểu hiện đáng ghét bề ngoài của hắn, hắn thực tế đang thầm tán thường. Tán thưởng đánh giá về con người Kính Hồng Trần của lão sư của hắn, lòng thần đấu là mục lão. Mục lão đánh giá Kính Hồng Trần rất cao, nói lão là kẻ kiêu hùng, nhưng duy nhất có vấn đề ở mặt tính cách, có khiếm khuyết trong tính cách của lão. Phần cương trực nói sao làm vậy rất cao, thái độ làm người dễ nóng giận, mà một khi phẫn nộ sẽ khó bình tĩnh phán đoán, dễ khiến người khác lợi dụng. Nếu không hoắc Vũ Hạo sao lại phải giở trò đùa giỡn ti tiện đây? Ba kiện hồn đạo khí cấp 9, không có khả năng. Ta thừa nhận, sáng chế của ngươi rất tốt, nhưng ngươi cũng hiểu rõ những vấn đề ta vạch ra vẫn còn tồn tại. Ta ra giá cho ngươi, một kiện hồn đạo khí cấp 8, cộng thêm 500 vạn kim hồn tệ sao cái đầu hoắc vũ hạo đong đưa qua lại như củ cải không được không được đây là kết tinh tâm huyết của ta tuyệt đối không bán bừa phải là cấp 9, cấp 8 không có ý nghĩa không được hồn đạo khí cấp 9 là vũ khí chiến lược của đế quốc nhật nguyệt chúng ta há có thể tùy ý lấy ra hoắc vũ hạo vỗ vào ngực mình nói không phải chứ đường chủ năm đó ngài ở hải thần các lão sư của ta đòi một kiện ngài lấy ra rất thoải mái à trực tiếp liền cho cái hồng trần quyến luyến này bây giờ vẫn có ích cho ta đó kính hồng trần trên trán nổi gân xanh bạc 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 này lên không ngừng tiểu tử này thật sự là nồi không mở nắp nồi lúc trước tình huống thế nào chứ không nói ra thì làm sao còn có thể sống sót trở về à nhưng những lời này bị hoắc vũ hạo làm cho nghẹn họng trả lời không được vốn sắc mặt đỏ lên bây giờ lại chuyển sang xanh không được là không được hai kiện hồn đạo khí cấp 8 kính hồng trần thấp giọng rít gào lão đột nhiên đứng lên hai tay chống lên bàn như muốn chụp lấy người mà cắn hoắc vũ hạo lần này chỉ đơn giản không nói lời nào giống như sợ hãi kính hồng trần nhưng vẫn lắc đầu cái đầu lắc phi thường kiên quyết vậy ngươi muốn thế nào ngoài hồn đạo khí cấp 9 ra ngươi muốn cái gì kính hồng trần lại ngồi xuống vị trí của mình ngữ khí bình thản đi vài phần hoắc vũ hạo nghĩ nghĩ nói đường chủ sáng kiến là vô giá tuy rằng ta chế tạo ra món hồn đạo khí này còn rất sơ sài nhưng ta tin chắc Sáng kiến của ta có giá trị cực cao, nên mới báo giá cho ngài, xin ngài bớt giận, bây giờ người xem thế này được không? Ta cũng không muốn hồn đạo khí cấp 9, ta biết ngài cũng không đem ra được. Cái gì bảo ta cũng không đem ra được, những thứ đó chắc chắn không lấy ra. Kính Hồng Trần vừa mới bình phục vài phần, lửa giận lại có xu hướng dâng lên. Ngài cho ta vài loại nguyên liệu chế tạo hồn đạo khí cấp 9 cũng được, ngài cũng biết, ở học viện Sử Lai khác chúng ta bên kia, nguyên liệu hiếm vẫn thiếu rất nhiều hoặc vũ hạo uyển chuyển thay đổi ý đồ kính hồng trần trong lòng thầm nghĩ không sợ tiểu tử ngươi giống ngựa không ra roi đây mới chân chính là mục đích của ngươi đúng không ngươi muốn cái gì kính hồng trần trầm giọng nói nguyên liệu hiếm cũng có rất nhiều loại giá trị lại không như nhau hoặc vũ hạo nói ta sẽ mấy thứ ngươi xem được không à từ kim đồng năm nghìn kg thiên linh ngân năm nghìn kg minh tinh yếu đan đường kính phải hơn mười cm một nghìn khối lại còn thiên ngoại vẫn thạch 100kg, còn có tinh nguyệt hợp kim đặc chất của Minh Đức Đường 500kg. Hơn nữa lần trước ta thấy thứ này phẩm chất cũng không tệ lắm, đó là thái dương tinh kim 50kg là được, cuối cùng là 180 phiến ngân long lần phiến là xong. Ngài cũng đừng nói không có à, ta xem qua viện sử rồi, ghi rõ đã từng liệp sát ngân long, mà một đầu ngân long trên thân thể nó luôn có hơn 10.000 cái vậy ta chỉ lấy có 180, còn chưa đến 1% đâu, ngài cũng đừng keo kiệt khi hoác vũ hạo nói ra điều kiện mỗi một tài liệu khiến cho sắc mặt kính hồng trần đen thêm một màng đến khi nói xong thì mặt đen hóa xanh xanh rồi lại tím đã hoàn toàn lâm vào trạng thái phải bùng nổ hoác vũ hạo nói ra mấy thứ không thứ nào không là cực phẩm trong kim loại hiếm nhất là những thứ nói sau thái dương tinh kim tinh nguyệt hợp kim đều là nguyên liệu chân quý dùng để chế tạo hạch tâm pháp trận hồn đạo khí cấp 9. đừng nói mấy trăm kg cho dù là một kg cũng có cái giá ngất trời Ngươi tính dọn sạch kho hàng Minh Đức đường sao?" Kính Hồng Trần bất giác lại đứng lên, cầm cái hộp đen lúc trước Hoắc Vũ Hạo cho lão, dùng sức hôi lên. "Chỉ là một cái hộp thiết hỏng mà muốn ta đổi nhiều thứ như vậy sao? Ngươi quả thực là mơ mộng hão huyền, cho dù là công phu sư tử ngoạm cũng chẳng há to bằng ngươi, cầm thứ này cút đi, đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi." Vừa nói, lão đã vứt cái hộp đen cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lần này lại không đi, tiếp nhận hộp đen, cười nói: "Đường chủ ngài đừng nóng giận a à? giá chúng ta có thể thương lượng mà hơn nữa người xem vật phẩm ta chọn ra chính là ngang giá với ba kiện hồn đạo khí cấp 9. ngài xỉ nhục thiết kế của ta ta cũng chưa hết giá với ngài giá trị của ba kiện hồn đạo khí cấp 9 không phải tương đương nhiều thứ như vậy sao ta không nói lung tung a à? ai nói cho ngươi giá trị kim loại hiếm ngang với ba kiện hồn đạo khí cấp 9? kính hồng trần hậm hực hoắc vũ hạ oan đức nói chúng ta bây giờ thương lượng người thấy những gì ta muốn là nhiều quá vậy chúng ta giảm bớt một chút được chưa? Kính Hồng Trần giận dữ hét lên. Người càng lúc càng tăng giá lên cao, 180 ngân long lân phiến, ngân long liệp sát được cũng là 3.000 năm trước, toàn bộ nguyên liệu đều cực kỳ chân quý hiếm có, có thể bảo tồn đến bây giờ còn được bao nhiêu, có vét hết cả đế quốc cũng không đến 100 phiến. Mà cho dù có đủ cũng không tới lượt ta sử dụng, muốn thì đi hỏi hoàng gia ấy. hoàng Vũ Hạo nói. Đường chủ, ngài nắm trong tay Minh Đức Đường, dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không tự quyết được sao? Việc đó ta không tin đâu, đều không làm chủ được sao? Này ta cũng không tín, Ngân Long lân phiến ta nghe tiếng lâu rồi, thứ này ta buộc phải có, nhiều lắm thì chỉ có thể bớt 10%. Những thứ khách ngài phải cấp cho ta, có thể giảm số lượng một chút, giảm 50% cũng không sao. Nhìn hoác vũ hạo lớn gan, kính hồng trần rất muốn giết chết tên khốn nạn này, thế nhưng có giết hắn cũng không lấy được bản vẽ, mà hai đứa cháu của mình hiện tại vẫn chưa về hít thở bình phục tâm tình, kính hồng trần trầm giọng nói. Những thứ ngươi muốn ta chỉ có thể cấp cho 10%, ngân long lần phiến không bản nữa, thuận mua vừa bán. Hóc vũ hạo lập tức lắc đầu, nói. Ngài ép giá cũng quá ác, nào có ai ép giá một lần liền giảm 90% chứ, không được, nhiều nhất chỉ giảm 10%, ngân long lần phiến ta nhất định phải có, ngài cấp cho 80 phiến. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Khốn nạn, nguyên liệu xuất ra nhiều như vậy, ngươi cho là công bằng sao? Ngài dưới một người trên vạn người à? 20% Ngân Long lần phiến cho người nam phiến, hết giá, không ngưng thì cút. Kính Hồng Trần thật sự chịu không nổi, lão cảm thấy nếu còn dây dưa nữa sẽ phát điên mất. Hoác Vũ Hạo nói 80% đi, được chưa? 20%, không thì miễn bàn, kính hồng trần giận dữ hết. Hoắc Vũ Hạo nói, ngài như vậy thật không tốt, hay là hai bên đều nhượng bộ, cuối cùng 50%. Cút, 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 người cút ra ngoài cho ta. Kính hồng trần đập tay đánh dầm lên mặt bàn, cái bàn gỗ lập tức gãy đôi. Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ, nhíu mày nhìn ngọn núi lửa kính hồng trần đã bùng nổ, không nói gì nữa, xoay người bước đi. Kính hồng trần cảm thấy huyết khí dâng trào, suýt nữa hộp máu ngay cả hồn lực trong cơ thể cũng hỗn loạn khoác vũ hạo lạnh lùng bước ra khỏi văn phòng kính hồng trần nhìn chiếc hộp đen trong tay một chút cũng không nhượng bộ vốn biết đàm phán hôm nay không có cơ sở một lần thành công chưa đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua từ từ cũng sẽ tới dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm về thằng ký túc xá cũng không ai đến gọi hắn nữa một ngày nhanh chóng trôi qua chương trình trao đổi học tập của học viện sử lai khắc cuối cùng cũng chấm dứt giữ thể diện học viện nhật nguyệt tổ chức buổi lễ tiễn đưa long trọng minh đức đường chủ kính hồng trần cũng thân trinh dự lễ bên phía học viện sử lai khác phạm vũ dẫn đầu hoắc vũ hạo Hoa thái đầu dạ hiểu thắng đứng thành một hàng sáng sớm cả bọn đã thay đồng phục sử lai khác cho thấy họ đã chính thức rời khỏi đây trở về là học viên bên kia kính hồng trần mần một bài diễn thuyết rào rạt tâm tình sắc mặt bình thường không có gì đặc biệt thỉnh thoảng còn nhìn hoắc vũ hạo mỉm cười tỏ vẻ như vô cùng hài lòng hoắc vũ hạo hơi ngạc nhiên khi hai bằng hữu gia châu của hắn không đến tiễn bỗng dưng cảm thấy mất mát thái tử điện hạ đến một tiếng loa truyền binh lính giáp trụ sáng choang rầm rập hùng dũng tiến vào khu vực lễ đài binh lính toàn bộ mang giáp bạc uy vũ hùng tráng là cấm vệ quân hoàng gia nhật nguyệt sau đám ngân giáp vệ là một đội binh giáp nhẹ tuổi tác trung bình đều hơn 30, khí độ trầm tĩnh tổng cộng khoảng 50 người nhưng khi đám binh giáp nhẹ đó tiến ra khiến mọi người của học viện sử lai khắc chố mắt nhìn hồn đạo sư hồn đạo sư binh võ trang hạng nặng giáp trên người họ rõ ràng là hồn đạo giáp trang bị trên người đều được chế tạo tinh xảo đến hoàn mỹ chiến lược của đạo binh như thế dĩ nhiên khó ngờ được thái tử từ thiên nhiên dẫn theo một đám hộ vệ hầu cận chậm rãi tiến vào lễ đài kính hồng trần vội vàng dẫn một đám lão sư đi ra nghênh tiếp thái tử điện hạ kính hồng trần kho mình hành lễ những người khác đều quỳ một gối từ thiên nhiên mỉm cười khẽ gật đầu kính hồng trần nheo mắt gật đầu đáp lại rồi đi ra sau lưng từ thiên nhiên đẩy hắn tới chỗ của mấy người học viện sử lai khác phạm vũ khá kinh ngạc thái tử của đế quốc nhật nguyệt dẫn theo binh mã đông đúc đến lấy gì đây phạm vũ lão sư ta giới thiệu với ngươi vị này chính là người thừa kế vương vị đế quốc nhật nguyệt thái tử điện hạ thái tử điện hạ tham kiến phạm vũ hơi hơi khom người lão không phải công dân đế quốc nhật nguyệt dĩ nhiên không dùng đại lễ ra mắt từ thiên nhiên cười ấm áp phạm vũ lão sư không cần đa lễ đối với quý học viện ta ngưỡng mộ đã lâu chỉ đáng tiếc không thể tới đó nếu sau này có cơ hội nhất định đều bái kiến hôm qua ta nghe đường chủ nói chương trình giao lưu của hai học viện đã kết thúc nên ta đặc biệt đại diện đế quốc đến dâng tặng món quà tạm biệt hy vọng tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ càng thêm bền chặt thái tử điện hạ khách khí rồi đến để tạm biệt trong lòng phàm vũ lại kinh ngạc và nghi hoặc trước đó nghi lễ long trọng đã kết thúc lão cũng không muốn trần trở thêm nữa lập tức nói đa tạ thái tử điện hạ và đường chủ đến tiễn thời gian không còn sớm ta xin phép dẫn các đệ tử khởi hành đường chủ ngài có đi cùng hai bên vẫn trao đổi đệ tử ở phong diệp thành khi trước vì bảo đảm an toàn minh đức đường chủ kính hồng trần dĩ nhiên là muốn tự đi kính hồng trần gật đầu nói ta sẽ tiện các vị một đoạn nhưng xin phép đợi một chút ta có việc cần bàn với thái tử điện hạ được phạm vũ tuy rất muốn biết họ nói gì nhưng cũng không quản huynh muội tiếu mộng hồng trần vẫn chưa về cũng không lo họ sẽ giở trò gì hắn liền đến chỗ mấy đệ tử đứng đó. hoắc vũ hạo vẫn chăm chú nhìn kính hồng trần và thái tử từ thiên nhiên chỉ có hắn mơ hồ đoán ra lý do của thái tử. kính hồng trần và từ thiên nhiên thì thầm trao đổi vài câu. lão nhận cái gì đó từ trong tay từ thiên nhiên. ngay sau đó thái tử cũng bái biệt phàm vũ dẫn theo đám hộ vệ rời khỏi. ít ra bề ngoài thì vị thái tử kia cũng dễ khiến người khác sinh ra ấn tượng tốt. hoắc vũ hạo ngươi lại đây. kính hồng trần đến gần với tay gọi. đi đi hoắc vũ hạo khẽ liếc nhìn phàm vũ đường chủ lễ nghĩa hắn là tuyệt đối không thiếu nhìn thanh niên trước mặt sắc mặt kính hồng trần khá phức tạp 50% theo như ngươi muốn ngân long lần phiến 30 phiến giá cả tối đa rồi nếu ngươi không ngưng ta cũng bỏ tay còn nếu được thì thành giao nói xong lão đưa tay ra trước mặt hắn trong tay là một chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang viên bảo thạch còn lơn cả thứ mà hắn đoạt được khi trước chỉ riêng giá trị cái nhận này cũng phải hơn 100 vạn kim hồn tệ mà có tiền cũng vô dụng. Hoắc Phú Hạo không hề dây dưa, nhận lấy nhẫn, nói. Thành giao. Rồi lấy ra từ hồn đạo khí chữ vật một cái hộp gỗ đưa cho Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần không dám sơ sót, vội vàng mở ra xem xét, bên trong là một bản vẽ, đường nét rất chi tiết. Kính Hồng Trần nhìn qua một lần, đã có thể kết luận đây là bản vẽ lão đang cần. Cuối cùng đã tới tay. Tâm tình hai người không hẹn mà gặp. Người không kiểm tra Kính Hồng Trần nhếch mép hỏi. Hoắc Phú Hạo cười, nói Ta tin tưởng ngài, nếu mà chuyện này cũng bày thủ đoạn thì không phải là minh đức đường chủ, đúng không? Kính Hồng Trần hừ lạnh Người biết rõ ta phải lao lực ra sao để kiếm đủ nguyên liệu mà Hoắc Vũ Hạo cười nói Không phải chỉ cần uốn lưỡi thôi sao, dưới một người trên vạn người a. À. Kính Hồng Trần cũng cười, vỗ vai Hoắc Vũ Hạo, thở dài một tiếng, nói nếu ngươi là đệ tử của ta thì tốt quá, đi, ta tiễn các ngươi một đoạn. Phạm Vũ, hoa thái đầu cũng không biết kính hồng trần và hoắc vũ hạo nói gì kính hồng trần mang theo vài lão sư phóng ra hồn đạo khí phi hành hộ tống hoắc vũ hạo bay lên không đi về hướng đông nhóm học sinh sử lai like khác đều tỏ ra hưng phấn rốt cục có thể trở về nhà thật là thoải mái ở học viện nhật nguyệt luôn phải có cảm giác đề phòng rất khó chịu hai năm học tập giúp họ thu thập nhiều kiến thức hồn đạo khí hầu như ai cũng có phát triển lớn kính hồng trần luôn im lặng suốt chặng đường chỉ vận hành hồn đạo khí phi hành Pháp vũ hảo yên lặng xem xét bên trong nhẫn ngọc bích tinh quang hắn nhìn mà hoa mắt không thể nghĩ kính hồng trần lại có thể bỏ ra vốn lớn như thế ra các thần nỏ dù tốt nhưng nói thế nào cũng không đáng giá lượng nguyên liệu quý giá này thực tế hai mươi phần trăm là hắn đã hài lòng nếu hôm nay kính hồng trần không đến tìm hắn hắn cũng sẽ đi tìm kính hồng trần chấp thuận giá cả lại không ngờ có được việc vui ngoài ý muốn nhưng với sự hào phóng của lão hắn lại càng thêm cảnh giác vài giờ sau kính hồng trần đưa mọi người đến nơi kính hồng trần chậm rãi hạ cánh phía bên kia học viện sử lai khác đã đến từ sớm dẫn đầu bên kia vẫn là viện trưởng ngôn thiểu triết và tiên lâm nhi hai đại viện trưởng đều cùng đến cho thấy việc này quan trọng với họ ra sao nhưng cũng chỉ có hai người những người còn lại đều là sư sinh của học viện nhật nguyệt tiếu hồng trần và mộng hồng trần cũng không khác lắm dù sao hai năm trước cũng đã là thanh niên không như hoắc vũ hạo lúc đó chưa dậy thì ánh mắt hai người đều nhìn đầu tiên là hoắc vũ hạo hoắc vũ hạo cũng mỉm cười bộ dáng không thèm để ý hồng trần đường chủ chúng ta lại gặp nhau ngôn thiểu triết cười tùm tìm tiêu sái tiến lên lão tuy chào hỏi kính hồng trần nhưng ánh mắt lại nhìn vào hóc vũ hạo hoắc vũ hạo biến hóa không nhỏ khí chất thay đổi nhưng ngôn thiểu triết dĩ nhiên sẽ không nhận sai người tinh hoa nội liễm ánh mắt giản dị tự nhiên xem ra tiểu tử này tiến bộ thực tại là không nhỏ à tiên lâm nhi so với ngôn thiểu triết càng háo hức hơn nàng cũng rõ ràng hơn ngôn thiểu chiết những công hiến trong hơn hai năm qua của hoác vũ hạo dành cho học viện sử lai khắc khiến cho hệ hồn đạo tiến hóa ngàn năm kính hồng trần tuyệt đối không thể tưởng được một lượng lớn bản vẽ cấu trúc hồn đạo khí của minh đức đường và học viện nhật nguyệt đều bị hoác vũ hạo sao chép đưa về cho học viện sử lai khắc hai năm nay hệ hồn đạo đã thoát biến có thể nói hoác vũ hạo là anh hùng của học viện sử lai khắc ngôn viện trưởng phong thái vẫn như xưa kính hồng trần mỉm cười tiến lên bắt tay ngôn thiểu chiết hai con cáo già cùng một bộ dáng cười tùm tìm nếu ai không biết nhất định nghĩ họ là bằng hữu tốt ngôn thiểu chết mỉm cười nói hồng trần đường chủ hai người cháu của ngài đều khỏe mạnh trở về hai năm nay tiến bộ rất lớn a à, chăm chỉ hiếu học thật là học viên ưu tú hy vọng sau này sẽ còn gặp lại kính hồng trần cười nói chúng ta cũng nên bàn bạc xây dựng chương trình này trở nên bình thường nếu được như vậy tin rằng đối với sự phát triển của hai học viện đều có lợi vậy ta chờ tin vui Ngôn thiểu chết buông tay, thì lễ với kính hồng trần, rồi quay lại ngoắc tay với người phe mình. Phạm Vũ dẫn đám học trò nhanh chóng đến sau lưng hai vị viện trường, bên kia cũng tương tự, hoán đổi đội hình. Hơn hai năm trao đổi học tập, hai bên học tập được cái gì, chỉ có bản thân họ là hiểu, lúc này chương trình kết thúc. Cáo từ Kính hồng trần dường như không muốn nắn lại, nhanh chóng từ biệt hai vị viện trường, liền dẫn theo người của mình bay lên, không chung ngay giữa thành thị, không hề ngại ánh mắt của mọi người xung quanh ngôn thiểu chết nhìn họ biến mất ở đằng xa mới mỉm cười quay lại nhìn đám đệ tử mấy nhóc hoan nghênh về nhà một câu đơn giản lại khiến đám trao đổi sinh cảm thấy ấm áp vui vẻ ngôn viện trường ta có việc muốn nói với ngài hoắc vũ hạo bước lên thì thầm hả theo thân phận cả hai đều là đệ tử mục lão hoắc vũ hạo còn có thể xem như là tiểu sư đệ của lão huống gì hai năm nay hắn trả ra cố gắng vất vả cho học viện đem về không ít nguyên liệu chân quý Phạm Vũ, dẫn mọi người về khách sạn ăn gì đó trước đi. Chúng ta không cần sốt ruột như đám người kia, ăn xong rồi đi cũng không muộn. Được, Phạm Vũ hiện tại cũng là phó viện trưởng hệ hồ đạo học viện Sử Lai khác, cũng là thành viên hải thần các, địa vị khác với trước kia. Những người khác đi rồi, cũng chỉ còn lại ngôn thiểu chiết và tiên lâm nhi, ngôn thiểu chiết vẻ mặt ôn hòa nói. Vũ Hạo, chuyện gì, nói đi. Tinh thần dao động lặng yên nhẹ nhàng xuất hiện, cũng không thấy ngôn thiểu chiết hành động thế nào, một tầng tinh thần lực mắt thường khó thấy bao phủ cả ba, dù cho có người đứng bên cạnh cũng không cách nào nghe được. Không hổ là siêu cấp đấu la, cho dù là hồn sư hệ tinh thần như Hoắc Vũ Hạo cũng tự biết không làm được như lão. Ngôn viện trưởng, tiên viện trưởng là như vậy, ta cảm thấy được Minh Đức Đường rất có thể sẽ ra tay với chúng ta trên đường về. Hả? Kính Hồng Trần chẳng lẽ không sợ mất thể diện? Tiên Lâm Nhi không tin nói. Hoắc Vũ Hạo nói: Lão ta chính là rất trọng thể diện, trước khi về ta bán cho lão một bản vẽ thiết kế, ta đã ra giá, giá rất cao, nhiều kim loại hiếm, lão tất nhiên không bằng lòng, nhưng hôm nay trước khi đi lão vẫn đồng ý, nhưng không công khai. ta nghĩ trên đường về át sẽ bố trí đoạt lại. ngôn thiểu chết rất là tò mò hỏi, vũ hạo người rút ruột của lão hết bao nhiêu kim loại hiếm chứ, đường đường là minh đức đường chủ, chút độ lượng cũng không có sao, mà bản vẽ bán cho hắn có thể. hoắc vũ hạo cười hô hố, thì thầm vài câu ngôn thiểu triết và tiên lâm nhi biến sắc cổ quái ngôn thiểu triết cố nén cười nói tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng tệ quai hồng trần đường chủ như con dế nào cho chúng ta xem thành quả hoác vũ hạo rút chiếc nhẫn kia ra đưa cho tiên lâm nhi tiên lâm nhi cầm lấy nhẫn tinh thần lực quét vào bên trong bất giác hoa dung thất sắc vẻ mặt khiếp sợ nhìn hoác vũ hạo vũ hạo ngươi không phải dọn luôn kho lưu trữ của minh đức đường đó chứ Y ra cái này không thể dùng tiền để định giá nữa rồi khó trách họ không tha cho ngươi đổi lại là ta thì cũng nhất quyết phải đoạt lại à cho ta xem ngôn thiểu chết tò mò lấy nhẫn trong tay tiên lâm nhi dù lão không dành kim loại hiếm cho lắm nhưng với ánh mắt sắc sảo của mình thì thừa sức biết được giá trị ra sao tinh thần lực nhìn vào trong một mảng sáng chói đầy màu sắc rực rỡ làm tốt lắm ngôn thiểu chết trả nhận lại không che giấu được nụ cười sung sướng ta thực rất muốn thấy nét mặt hồng trần đường chủ khi xem bản vẽ của ngươi Ha 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 ha! Tiền Lâm Nhi tức giận nói. Còn cười. Hiện tại nên lo đưa bọn nhỏ về an toàn. Kính Hồng Trần mà động binh, nhất định như lôi đình vạn quân, chắc chắn rất chu đáo. E rằng mục tiêu không chỉ có Vũ Hạo, thậm chí còn có cả hai chúng ta. Nếu hai chúng ta vĩnh viễn không quay về được, thì bọn chúng có lợi ra sao cơ chứ? Ngôn Thiểu chết lạnh nhạt cười, nói: vậy để xem hắn có bản lĩnh đó không, Vũ Hạo, ngươi định thế nào? Nếu là học viện khác thân phận viện trưởng như ngôn thiểu chết đời nào hỏi ý kiến hắn lão lên tiếng cũng có nghĩa đã nâng cao thân phận của hắn ngang bằng lão giọng điệu trưng cầu ý kiến chứ không phải hỏi cho biết hoắc vũ hạo trầm ngâm nói ta nghĩ chúng ta nên tách ra mục tiêu của họ là ba chúng ta vậy thì chúng ta đi đường riêng bọn họ muốn nhất kích tất sát tất nhiên sẽ không chia quân ra dù sao mấy người kia đối với họ không quan trọng vả lại khi tách ra ba người chúng ta hành động cũng dễ hơn không cần phải bảo vệ những học viên kia đỡ nguy hiểm hơn. Ngôn thiểu chết gật đầu, nói. Được vậy chúng ta tách ra, cống hiến của ngươi mọi người đều rõ, Lâm Nhi đề cử ngươi trong hội nghị hải thần các. Tất cả trưởng lão đều thông qua ý kiến cho phép ngươi trở thành thành viên hải thần các, dù chỉ xếp cuối cùng, nhưng ngươi là kỷ lục người trẻ nhất gia nhập hải thần các đó. Hoắc Vũ Hạo ngần ngơ, hắn không ngờ học viện lại ban cho một vinh quang lớn như thế. Ngôn viện trưởng, ta. Ngôn thiểu chết vỗ vai hắn, nói sau này gọi một tiếng sư huynh đi, bối phận cũng nên loạn, nếu không lão sư cũng không tha cho ta, hai năm qua khổ cực cho ngươi rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.